Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, năm Phụng vụ A, ý lễ hãy vui mừng. Các ngày lễ trong tuần này gồm có: thứ ba ngày 13 tháng 12, Thánh Lucia Trinh Nữ, tử đạo lễ nhớ. Thứ tư ngày 14 tháng 12, Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý ông bà và anh chị em cùng hiệp ý với linh mục chủ tế cầu nguyện cho các ý chỉ sau. Xin cầu cho các linh hồn mới qua đời. Xin cầu cho linh hồn linh mục Giuse Nguyễn Văn Lộc, cha Tiến Lộc, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Linh hồn Teresa Nguyễn Nghĩa, linh hồn Gioan Bautista, lễ dỗ một năm, xin cầu cho linh hồn Anna Phan Thị Hằng. Lễ dỗ hai năm, xin cầu cho linh hồn linh mục Martino Phạm Hữu Lễ. Các lễ dỗ và cầu hồn khác, xin cầu cho linh hồn Maria Đỗ Thị Liên, linh hồn Andre Lê Văn Thừa, linh hồn Andre Đặng Văn Hòa, linh hồn Võ Duy Ninh, linh hồn Nguyễn Thị Thái Hà, linh hồn Võ Duy Trung, linh hồn Maria Trần Thị Nho, linh hồn Katharina Nguyễn Hoài Anh Phượng, linh hồn Teresa Nguyễn Thị Nghĩa, linh hồn Maria Bùi Thị Phượng, linh hồn Anna Nguyễn Thị Huệ, linh hồn Anna Nguyễn Thị Dung, linh hồn Anna Phạm Thị Tang, linh hồn Anna Nguyễn Thị Anh, linh hồn Giuse Đồng Xuân Côi, linh hồn Giuse Đồng Xuân Quỳnh, linh hồn Anna Phạm Thị Liên, linh hồn Anna Phạm Thị Lu, linh hồn Anna Phạm Thị Ngân, linh hồn Giuse Nguyễn Duy Minh, linh hồn Maria Jacqueline Hoàng, linh hồn Anna Nguyễn Thị Cội, ba linh hồn Maria, một linh hồn Đa Minh, một linh hồn Martino, một linh hồn Gioan Bautista, một linh hồn Maria Teresa, một gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại, ba gia đình xin cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, một gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, xin cầu cho các linh hồn đã qua đời vì COVID-19 và chiến tranh tại Ukraine. Các ý lễ khác, một gia đình xin ơn bình an, một gia đình xin ơn như ý, một gia đình xin lễ tạ ơn, một gia đình xin ơn chữa lành, một gia đình xin ơn hoán cải, một gia đình xin cho con cái hiếu thảo và sống thánh thiện. Xin ơn chữa lành các bệnh nhân COVID-19, xin cho thế giới sớm thoát khỏi dịch bệnh COVID-19 và chiến tranh. Xin ơn hòa bình cho đất nước Ukraine sớm chấm dứt chiến tranh. Anh em hãy vui lên trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui lên vì Chúa đã đến gần. Nay dân Chúa cùng đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày sinh nhật con Chúa đấng cứu tinh nhân loài chúng ta. Xin Chúa hướng lòng chúng con quay về bên Chúa, để tâm hồn con từ đây hoàn toàn đổi mới. Vui lên, anh em hãy vui lên trong Chúa đấng cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến. Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng Cha. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chúng ta bước vào Chủ Nhật thứ ba của mùa vọng. Ngày hôm nay chúng ta đốt nến mờ hồng tượng trưng cho sự vui mừng vì Chúa sắp đến với chúng ta. À,
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa, đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà hợp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmen và đồng bằng Saron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và kẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bùn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Cứu mọi tù nhân và thương giải thoát.
Chúa dân công bình, hồn tôi ơi hãy ca khen Ngài. Lạy Chúa, xin hãy đến, xin đến cứu độ chúng con. Thiên Chúa đã mở mắt cho kẻ mù đôi. Thiên Chúa cho những người bị khom lưng đứng lên ngay thẳng. Thiên Chúa yêu chuộng tất cả hiền nhân công chính, và Chúa luôn phù trợ phía là muôn những khách ngoại kiều. Lạy Chúa, xin hãy đến, xin đến cứu độ chúng con. Thiên Chúa giúp người mồ côi qua phố yêu đuối, những phá vỡ mưu đồ của kẻ gian ác tâm quân thù. Thiên Chúa nắm quyền làm vua ngàn muôn muôn thua. Này hỡi Si-ôn, Người là vua của người muôn đời. Lạy Chúa, xin hãy đến, xin đến cứu độ chúng con. Bài trích thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Kìa, vị thẩm phán đã đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Thần khi Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thưa thầy, thầy có thật là đứng phải đến không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?
Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chủ nhật thứ ba Mùa Vọng, theo truyền thống, được gọi là Chủ nhật Gaudete. Gaudete là từ tiếng Latin, có nghĩa là vui mừng. Chủ nhật này được đặt tên như vậy vì hãy vui mừng là từ đâu đầu tiên trong điệp ca nhập lễ cho thánh lễ hôm nay, nói hãy vui mừng luôn luôn trong Chúa. Một lần nữa tôi nói hãy vui mừng lên, Chúa đã đến gần. Một số người đánh dấu chủ nhật này trên vòng hoa mùa vọng của họ bằng một cây nến màu hồng thay vì một cây nến màu tím. Chủ nhật này là một lời nhắc nhở vui mừng rằng sự cứu rỗi của chúng ta đã gần kề. Bài tin mừng tuần này tiếp tục suy tư mùa vọng về con người và sứ điệp của ông Gioan Tẩy Giả. Tuần trước chúng ta đã nghe ông Gioan nói về một mối quan hệ của ông với đấng Messiah sắp đến. Tuần này chúng ta nghe sứ điệp của Chúa Giêsu cho ông Gioan Tẩy Giả hiện đang ở trong tù về những dấu hiệu của vương quốc trong chức vụ của Chúa Giêsu và sự quan sát của Chúa Giêsu về vai trò của Gioan trong nước trời. Trong bài tin mừng hôm nay, ông Gioan từ trong tù sai người đến gặp Chúa Giêsu để hỏi Chúa Giêsu có phải là đấng Messiah mà ông hằng mong đợi không. Chúa Giêsu trả lời bằng cách chỉ ra những phép lạ Ngài đã làm và mời Gioan và những thính giả khác đưa ra quyết định của riêng họ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu khen ngợi Gioan vì vai trò của ông trong việc dọn đường cho Chúa Giêsu. Sau đó, Chúa Giêsu nói rằng tất cả những người làm việc cho nước Chúa Trời sẽ trở nên vĩ đại như Gioan và thậm chí còn vĩ đại hơn nữa. Sứ điệp của Chúa Giêsu cho Gioan về những dấu chỉ vương quốc được thực hiện gửi lại ơn cứu độ đã được ngôn sứ Isaiah mô tả. Đoạn văn này là một lời nhắc nhở rằng sự khởi đầu của sự cứu rỗi đã hiện diện một cách bí ẩn với chúng ta, nhưng cũng chưa được hoàn thành. Ơn cứu độ đã ở giữa chúng ta như được biểu lộ qua những việc làm kỳ diệu của Chúa Giêsu và trong giáo hội. Những sự cứu rỗi cũng phải được hoàn thành trong triều đại sắp tới của Thiên Chúa. Ngay cả khi chúng ta quan sát thế giới này, chúng ta có thể thấy thoáng qua công việc của Thượng Đế giữa chúng ta. Hơn nữa, chúng ta dọn đường cho vương quốc của Thiên Chúa Trời qua lời nói và việc làm của chúng ta. Thông điệp này thực sự là một lý do để vui mừng. Vài năm trước, Đức Thánh Cha Francisco nói về việc truyền giáo, mà truyền giáo mà không có niềm vui thì khó mà có người tin theo. Truyền giáo mà có niềm vui là phương pháp hiệu quả tốt nhất. Niềm vui này không giả tạo mà chân thật, vì nó có lý do và nguồn gốc chính đáng.
Hai mùa lớn nhất trong lịch phục vụ của giáo hội là Phục sinh và Giáng sinh. Hai mùa đều có niềm vui của mùa ấy. Không vì chỉ được nghỉ holiday hoặc được cơ hội gặp gỡ, vui chơi bên gia đình và bạn bè, nhưng vì Chúa mặc khải cho nhân thế và đến với họ, cho biết sứ điệp cứu rỗi của cho loài người. Làm sao mới có niềm vui trong cuộc sống chúng ta? Là qua sự gặp gỡ với Thiên Chúa trong đời sống. Ngài đến để trả tự do cho chúng ta và cho con người. Ngài không chỉ nói ta là Đấng Messiah như tiên tri đã nói. Lời nói thôi thì lấy được lòng tin của người, khó lấy được lòng tin của mọi người. Ngài đã làm như Ngài nói, chữa lành cho người bệnh, tha tội cho người tội lỗi, trả lại công bằng cho người bị chiều đãi. Thế như những mục đồng và ba vua đã gặp hài nhi và đã mừng rỡ và ra về, vì tiên tri đã cho họ biết. Kitô hiểu chúng ta có nhiều lý do để vui mừng. Tin mừng hôm nay là một thí dụ. Vậy chúng ta hãy vui mừng lên vì Thiên Chúa sắp gần giáng thế. Chúng ta hãy tuyên xưng đức tin. Tôi tin kiên một thiên chúa là cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kiên một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, mùa vọng là mùa trông đợi trong hân hoan, vì chúng ta có Chúa Giêsu Kitô là niềm vui và hy vọng. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa và dâng lên Người những lời nguyện xin.
Niềm vui tin mừng là dấu chỉ rạng ngời của ơn cứu độ. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các giám mục và linh mục là những người tiếp nhận Chúa Giêsu trong niềm vui và hy vọng, biết chiếu tỏa niềm vui đó cho những người chung quanh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bất công và áp lực khiến cho con người sống bất an và bất hạnh. Chúng ta cầu xin Chúa cho những vị lãnh đạo quốc gia biết tận tâm lo cho dân nước để mọi người được sống trong hạnh phúc và bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy bền chí và vững tâm. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang gặp phải thử thách trong đức tin và khó khăn trong cuộc sống, biết cậy trông, tín thác vào Chúa để vượt thắng những khó khăn và tìm lại nguồn bình an đích thực. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mùa vọng là hành trình sám hối canh tân để đón nhận niềm vui ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết đổi mới đời sống để xứng đáng lãnh nhận dồi dào niềm vui Giáng sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa luôn trung tín trong mọi lời Chúa hứa và yêu thương trong mọi việc Chúa làm. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà thương giúp chúng con sống xứng đáng với ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kiên tình chờ mong được thánh hoa biến thành máu thịt thấm lòng dưỡng nuôi muôn người dưỡng thế thì nguyện dâng sát thân con yếu hèn cùng bao nỗi ô nhơ mong chờ Chúa ngự đến thánh hoa. Dâng lên Chúa của lên đời mong, dâng lên Chúa rượu nho cùng bánh miếng, dâng lên Chúa của lên cây trâu, dâng lên Chúa trọn tâm anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu linh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu, ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể và đem lại cho tất cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiểu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đứng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cứu mang với tình yêu hôn tả. Thánh Gioan đã loan báo tin sắp đến và chỉ cho thấy người xuất hiện. Người là đứng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Chúa đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ, xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,
cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vinh lệnh Chúa kêu thê và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chiêu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng kêu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy triền Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy triền Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen.
Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sớm vui rạng rỡ, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quán đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến dâng phụng vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Xin cho lòng chúng con như măng cỏ tỏa nồng hơi ấm, nên nơi Ngài nấu thân khi xuống trần một đêm cô vắng, cho con đường hối an. Ai không than, ai đắng cay, giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang tận trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích thánh thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi vì chuẩn và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Về sau chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Trời cao nghe trong trần gian khấn vang, mưa nguồn ơn cứu chuộc. Đồng đường không xương đầy đá héo hon, mong bước chân người lành.
chưa phai, ghi tạm lời mình giao đến vương. Giờ linh thiêng ngóng trông ân tình tràn chứa vui thỏa lòng, yêu thương lòng con chờ mong, xin Chúa xuống. Chúng con trong cây rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng lang, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.